đã giúp mày. Tầm thật thà trả lời, một con chim đã giúp con. Ngu, sao mày giúp nó? Tầm vốn vần để bồng chuyền én, lấy hết đồ trong giỏ của mình, bèn tranh thủ lìa thêm một chiếc dép vào én. Và rồi chiếc dép đó chật mục tiêu, bay thẳng vào mặt vua đang vi hành gần đó. Trời ơi, bệ hạ, ngài có sao không? Cảm giác này phê vãi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, chưa có lúc nào mà ta được một chiếc dép quăng vào mặt như vậy cả. Đã thế, nó lại còn toát lên một mùi hôi vô cùng quyến rũ nữa chứ. Trở về cung, vua như cảm thấy khám phá ra một đam mê khác lạ của bản thân. Ngài sai quân lính ném bao nhiêu giày dép vào mặt, nhưng không hiểu sao vẫn không thể có cảm giác ngất ngây như lần đó. Rồi ngài chợt nhận ra là phải đúng người lần trước. Lực ném đó, góc độ đó, mùi hôi chân đó mới mang lại sự đê mê khó tả ở bộ môn này. Vua liền sai thuộc hạ mở lễ thử dép. Ai đi vừa lập tức phong làm hoàng hậu. Lại nói về chim én, cái tác của mẹ đã khiến nó phải suy nghĩ rất nhiều. Đêm nào nó cũng nằm tháo thức, trăn trở với những câu hỏi hiện lên trong đầu. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Phải đăng ký kênh, ủng hộ mình đi chứ. Sáng hôm sau, mù gì ghẻ khó ở, lại lôi én ra cho ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Loa 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 loa, chiêng lang chiêng chả, thường hạ tây đông, mấy đứa ế chồng vô cung thử dép. Chú, mẹ con cháu vô thử dép được không chú? Đây mà là mẹ con á. Trời đất ơi, nhìn thế này mà không nhận ra là mẹ con à? Tao mẹ mày hồi nào? Mày chỉ là con chim tao với lão chồng nuôi chung từ ngày xưa thôi, đừng ngạo tưởng như thế. Sự thật quá đau đớn, én tìm đến cả chết nhưng thất bại. Nó nhận ra người mà nó gọi là mẹ bấy lâu nay không hề yêu thương gì nó. Lại nói đến Tấm, Tấm cũng muốn vào cung thử dép nhưng lại không có đồ đẹp để mặc. Tao bảo rồi, tao không giúp được, làm gì có cả bóng, sai mẹ nó kịch bản rồi còn đâu. Chả hiểu con én chui ra từ đâu, nó cầm cái ghế phang vào đầu ông Bụt, khiến Bụt bất tỉnh nhân sự. Chị Tấm, em đến giúp chị đây. Sau đó Tấm và én lột hết đồ của ông Bụt ra mặc vào để vô cùng thử dép. Ta sống hiền lành như vậy mà tại sao cũng không yên với các người nữa. Én con cầm lấy cây phất trần của Bụt, hóa phép ra một cỗ xe sang trọng. Cỗ xe thần có khác, hô chậm nó sẽ đi chậm, hô nhanh nó sẽ đi nhanh, hết sức diệu kỳ. Wow. Nhanh lên. Chả mấy chốc nàng đã đến được hoàng cung và thử chiếc dép vừa in khinh khít. Đã thế, do nhiều ngày chưa tắm nên mùi hôi chân vẫn nồng nàn như xưa. Vậy là Tấm đã chính thức trở thành hoàng hậu. Én theo Tấm vào cung, ai kêu gì thì làm nấy, lúc thì làm thái giám, lúc thì làm nô tỳ. Trong khi chị em Tấm Én đang vui vẻ sống sung túc ở trong cung, mù gì ghẻ vì lười nên ngày càng đói khát khổ sở. Quá ghen tức, mù tình kế hãm hại cả hai. Ba ta lấy cớ dỗ cha, gọi hai chị em Tấm về nhờ treo hải cau làm dỗ. Mẹ, mẹ làm gì bên dưới mà cây rung lắc vậy? Mẹ thấy các con leo cực quá nên chặt cây đổ cho dễ hái. Ừ ha, mẹ thông minh ghê. Cây đổ xuống ao, Tấm và én chết tươi. Vua từ lúc nghe tin Tấm chết thì buồn vô cùng, suốt ngày thất thểu đi lang thang. Cú sốc này còn khiến vua đôi khi lên cơn hoang tưởng. Thấy một con chim đậu trên cành cây, nhà vua liền gọi
vàng ảnh vàng ăn, có phải vợ ăn, chui vào tay áo. Thằng biến thái, tao ăn khế thì tao trả vàng, chứ đừng hòng bắt tao làm dám ba cái trò bệnh hoàn đó, chui vào tay áo của mày để người nách của mày hay gì. Sau khi én và tầm chết, những nhân vật xưa kia được hai chị em giải thoát, đã vớt xác họ lên rồi chôn bên lề đường. Một thời gian sau, từ đó mọc lên một cây thị. Trên cây thị lại có hai quả trứng chim hết sức là vớ vẩn. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Có một bà cụ đi ngang qua, thấy hai quả trứng ở trên cây, liền gọi: "Trứng ơi, trứng rụng bị bà chỉ ăn luộc chứ bà không chiên." Và với một cách xàm lờ nào đó, hai quả trứng kia đã rơi vào bì của bà. Bà già mang hai quả trứng về cất trong nhà, rồi lại ra ngoài đi tìm thêm xem còn cây nào mọc trứng nữa không. A few moments later. Nhưng khi trở về nhà thì trời đất ơi, nhà cửa tan hoang, rác rưởi ngập tràn, cứ như vừa diễn ra một cuộc thác loạn vậy. Sự việc ấy tiếp diễn cả tuần liền. Bà lão tò mò quá nên một hôm giả vờ đi vắng, nhưng thực ra là trốn trong cái lu chống lũ gần nhà. Từ trong hai quả trứng, tấm và én chui ra, rồi còn gọi thêm bạn bè về tổ chức party ở Mỹ hết cả lên, cơ mà vui vơ lơ. Quẩy lên đi, quẩy lên đi anh em ơi, quẩy lên nào, xuống làm gì rồi lại phải lên, 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 lên luôn. Tao thấy rồi nhé, tất cả đứng yên, đến lượt ba. Chica chica bum bum bum. Hey yo, hip hop never die, baya on the mic. Vừa hay lúc đó, hoàng thượng Vi Hành đi ngang qua. Đằng kia có gì náo nhiệt thế nhỉ? Ta đang muốn giải khuây, vào thử xem. Vua và Tấm gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, hạnh phúc không tả xiết. Sau đó, Tấm và Én trở về cung, con căn nhà của bà già. Sau này phát triển thành một tụ điểm ăn chơi bậc nhất Kinh Thành, trở thành một di sản văn hóa nhân loại. Ngày nay, nếu bạn có dịp đi qua vùng đất này, bạn sẽ không thấy gì cả đâu, vì câu chuyện này hoàn toàn hư cấu. Về phần mù gì ghẻ gian ác, do không chịu làm việc, chỉ nằm chờ ăn, chờ mãi, cuối cùng hóa thành bỏ rau lạ, lờ nắng hết, thế là chết. Câu chuyện Tấm và Én đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Nhấn đăng ký và bật chuông.